Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Đấy, kiểu thế đó anh. Là mình đang giả bộ, mình hát vậy đó. Lại nè. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Rồi anh ra anh hát đi anh, chứ em hát không nổi. Còn anh nói em lấy cái tông gì mà thấp chuẩn vậy tông. Thôi anh ra luôn đi. Lâu quá em không hát bài nào anh Trí. Hồi nãy em có một fan nhí đúng không ạ? Dạ. Anh cũng có một fan cuồng. À, có nhí không? Không có nhí, cậu bé là cậu bé rừng xanh. Em giỡn, anh giỡn hoài, nãy cũng có tặng hoa cho em đó. Tưởng bộ tặng anh không mà, đừng mơ tưởng anh, đừng là... Vĩnh Ham, Đàm Vĩnh Hưng. Chết cha, giờ anh sai quá, anh sai quá. À, Tâm ơi, thật sự như thế này, thưa quý vị luôn, trong ngày hôm nay, khi em nhìn kịch bản cái sáng ban tổ chức gửi thì sau Yên Linh tới Mỹ Tâm liền, tới Hưng hát chót. Kịch bản gửi như vậy, Hưng thấy là... Hưng thấy Tâm hát có 3 bài uổng quá. Cho khán giả trông chờ, 4 bài cũng uổng phí. Thế là Hưng mới nói rằng là thôi bây giờ nó giữa hai cô gái mới vừa hát xong nó sẽ bị không hay lắm. Hưng sẽ chia phần diễn của Hưng ra làm hai để Hưng được hát nhiều hơn ấy mà. Thay đồ nhiều đầu, hơn nữa. Phần đầu xong rồi để sẽ nối với Tâm. Ừ. Sau đó là Hưng sẽ quay lại phần cuối. Đó là cách Hưng tính như vậy. Nhưng thực em sự là, tính vậy. Thực sự là Hưng ban tổ chức không có nói với Tâm. Lát dạ. Anh vô anh đục nó liền. Dở, quá dở. Quá dở. Dạ. Anh đại diện em mọi giận người. Chứ. Xin lỗi em. Dạ không có gì. Dạ em. Hưng có nói một điều rất hạnh diện như này. Là với ai không còn biết. Nhưng Hưng có một cái đặc ân rất riêng biệt từ Tâm. Là Tâm sẽ nhường và chiều theo ý Hưng rất rất nhiều lần. Cho nên Hưng sẽ quyết định được. Các bạn cứ yên tâm đi. Đó là anh nói với họ như vậy. Ừ. Nếu mà em không phải là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Dạ đúng rồi. Anh biết lỗi rồi, em hung anh đi. Lỗi của anh, em hung anh đi à. Thật ra thì để em nói luôn, lỡ rồi khán giả ở đây trong cung thường thường giống như gia đình vậy đó. Em diễn ở đây bao nhiêu lần rồi em cũng cảm giác khán giả như là người thân của mình thôi. Nên lỡ anh mát rồi em mát lại luôn. Anh tưởng mà đây chỉ khán giả của anh thôi hả? Không có đâu anh. Anh làm gì có nghĩ của em nữa đó. Khán giả của em là 90%, của anh có 5 người thôi à. Oh wow. Yeah. Really? Rồi. Rồi bây giờ em nói luôn ha. Thì quý vị biết không, thật ra thường thường á là em với anh Hưng là sắp xếp chương trình là xong là em hay kỹ, tính của Tâm hay kỹ là mình xuất hiện như thế nào và mình sẽ giao lưu với anh Hưng cái gì và mình sẽ hát cái gì. Nên chuẩn bị để diễn thì đổi chương trình mà em không có biết. Tự nhiên là bắt em hát song ca với anh Hưng trước thì em không có feel. Không có cái cảm xúc đó. Nhưng mà em nghe là anh Hưng sẽ quay lại hát nữa à, cho nên là cái đẹp nhất mà để anh Hưng hát nữa là phải song ca với Mỹ Tâm. Sau đó anh Hưng mới có quyền hát tiếp. Yes, anh đó, cái đó sẽ đẹp hơn chứ. Tự nhiên giờ anh bắt em ra hát cho anh xong rồi em đi vô để anh mình nó tự em cảm thấy cô đơn. Lúc đầu là anh tính gây bất ngờ và tính cả cái trang phục đó để mặc với bé. Dạ, luôn. Chương trình hôm nay là trình diễn giải đó anh, mình hát nói tới sáng luôn cũng được. Cái này để lên phường giải thích đi. Ok. Làm thử nha. Nói cho vui vậy thôi nhưng mà bây giờ mình phải lên thêm. Chính vì vậy là em nói là phải thêm bài đồ vô hát cho nó hoành tráng. Một bài song ca nữa nha quý vị nha. Anh hát trước đi. Cầm được không? Dạ cầm. Không. Anh định cầm tay em đúng không? Đúng không? Đúng không? Chắc chắn không những cầm mà còn. Cuộc giữ mãi mãi ước mơ cho dù nguy khó mong em
bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuở yêu người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm chỉ nguyên tình nồng ấm, gói chân thật yêu sâu như ngân tình thơ ấu, ngay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày trôi qua trong đau thương mình còn chi, cho nhau nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mong đẹp muôn thuở. Dù có qua ngàn sóng gió thì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thương một bên nhau, hướng đêm chính bên tình nồng ấm, gói chân thật yêu sâu những ngân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày nào tình thơ một bên nhau, hướng đêm chính nguyên tình nồng ấm, gói chân thật yêu sâu những ngân tình thơ, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Ngẫu hứng, gọi là ngẫu hứng. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Bé Tâm, anh phải nói thiệt cho em biết để em sau này em chịu khó nhận lời, nhận show hát đi, em khó tính quá. Ủa vậy hả? Yes, rất đó, khó em, luôn. Em dễ lắm luôn á. Không hề, nha. Ủa sao vậy? Chỉ em... có những khoảnh khắc mà nhận show chung em mới được đứng gần em thôi. Cho nên là em nhận show nhiều nhiều đi, please. Sao anh không hỏi là em Bé Tâm ơi, em chịu khó em hát với anh thêm bài, vài bài nữa đi. Mà tự nhiên anh nói nhận show nhiều ý là giờ em đi vô hả? Ý là vậy đúng không? Em nói đùa thôi. Em cảm ơn anh Hưng là lúc nào cũng dành cho em những điều rất là tuyệt vời. Mà tính cũng con nít lắm. Kiểu như mình nó nói gì mà chưa gì đó là mình giả bộ giận đồ như nít vậy đó trời. Em như chị hai vậy đó. Chứ gì nữa, bình thường là em cấm chị hai anh đó. Anh nhiều khi anh nhõng nhẽo tới sợ luôn á. Chứ gì nữa. Đã thấy chưa, quý vị thấy không? Tự nhiên vậy à. Tâm à, Tâm ơi. Nè, nói nghe. Tâm ơi, phòng Tâm số mấy vậy? 1601. Khách sạn nào? Melia. 1601, mình nói về bộ thôi. Nói chi, cảm ơn bé Tâm nhiều lắm. Em chưa vô, em chưa xong, ok. Em vẫn còn đứng đây, ok. Không cần cảm ơn gì hết, em còn hát nữa, ok. Không, bây giờ là em hát bè cho anh Hưng thôi, cho anh Hưng hát đồ bài thử rồi. Đi. Không, anh biết bài gì không thì đồ thứ làm gì. Anh muốn hát bài này. Không, em muốn hát bài khác. Thì em hát đi. Đòi cho anh trước luôn á. Đòi cho anh hát trước đi. Đồ thứ ready, là cái ready. Gì? Là cái gì, đồ thứ là cái gì không biết luôn á. Mi luôn. Cái gì vậy? Đố mà anh làm bài nào mà chưa như suy nghĩ của em. Nói chung là chưa biết cái gì thì anh phải hát thì người ta mới đánh được chứ. Nơi ấy từng nhìn dấu chân. Bài này cũng lắm luôn rồi đó. Có mấy lần trên phố quên đi em đến và mang giấc mơ dịu kỳ ấm êm những ngày qua. Tôi đã được trông thấy em, tôi đã nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về đã tan trước bình minh. Mình vô tiếp bài Bình Minh sẽ mang em đi đi anh. Xin hãy hôn em thật lòng, rồi mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ lắng em thật xa. Có bóng tối dưới lối anh đi, buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ,
biết sẽ rất buồn khi nắng mai về. Ước sẽ có ngày tay níu tay một lần được nói cùng em rằng anh yêu em ngàn đời đó ta. Xin hãy hôn anh thật lòng về mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Xin hãy hôn anh thật lòng vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Còn bài nữa nè, bài này em muốn hát nãy giờ, bài đó bài của anh em chưa hát, bài của em. Trời ơi. Ha quý vị ha, nãy mới bài Hưng muốn thôi à. Bây giờ anh nói cho bé nghe nè. Tự nhiên rồi mai thức giấc hát chi cho người ta nói mang giấc mơ đi đi luôn. Bé anh nói cho bé nghe nè, thật dạ. Ra ban tổ chức có nhờ anh CK họ năn nỉ em không được. Dạ đúng rồi, thường thường năn nỉ là không được. Dạ. Xong anh hỏi là Hưng ơi có cách nào để Tâm hát thêm một bài nữa không? Hưng nói yên tâm, Hưng chơi đánh úp luôn. À đánh úp mà, anh úp gì nổi. Hồi nãy đó đến làm thì mày làm trước luôn rồi. Không được. Mà Tâm là em đánh lật bài ngửa luôn rồi sao anh úp được. Yên Tâm là lạ luôn rồi nè. Không nhận thì thôi. Không thân thì thôi. Không thân, thân không là gì hết. Không có luật lệ gì hết luôn đúng không? Dạ, hát tới sáng luôn cũng hát. Em rảnh mà, em đâu có làm gì đâu. Trời em quá rảnh luôn á. Trong nguyên đêm là em rảnh đều luôn á. Nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc. Giờ lúc đầu mời em, chị Tâm ơi, mình làm một chương trình vậy, mình mời chị Tâm chỉ cần 3 bài thôi là khán giả vui rồi. Em nói trời, 3 bài là khán giả vui rồi hả? Ok, được luôn. Nhưng mà chưa vui, 6 bài đi mới vui. Ví dụ vậy, em thích cái bài này của anh nè, nhưng mà em nghĩ là ban nhạc chưa kết tập với lại cũng hơi khó vì em cũng không có thuộc lời hết, nhưng mà em có thể hát đệm cho anh được. Giọt mưa nhưng trên chua cây này. Sao lại không? Bài đó đó anh. Mì luôn, mì thử luôn. Mì à? Swing nha. Bài này dễ bẻ lắm, được. Và em hát đệm cho anh nhé. Được, cưng bé. Tại em thích bài này, tại em hay nhậu nên là bài này thuộc top của em. Thánh nhậu. Thánh nhậu. À. Hey. Gió mai như chén chua cay. Em có thuộc lời đâu, anh phải hát chứ. Với trái tim đã tật nguyền. Nhạc bên đây còn chưa gì nữa. Ví dụ thông cảm con bé chưa. Ví dụ vậy. Nhẹ nhẹ đô. Ấy vậy mà. Rồi bài gì nữa không? Muốn bài gì nữa không? Trước khi đi hát là quên uống thuốc đúng không? Không, quên uống rượu thôi. Chứ tự nhiên uống thuốc có gì đâu. Uống bình thường mỗi ngày là vậy mà. Bây giờ bé phải uống rượu cho nó mới tỉnh lại. Bé máu lắm luôn rồi đó. Bây giờ uống bài gì nữa? Chứ quý vị muốn nghe bài gì nữa không? Em hát nữa luôn cho chương trình show của anh Hưng. Nhưng mà em đứng đây vẫn được. Người nhà, người nhà. Điều này chưa bao giờ có nha. Chưa bao giờ có. Lỡ đâu mà. Giờ anh muốn bài gì? Để chọn bài đi. Du chọn đi. Mi qua rồi. Giờ Du chọn bài gì? Du nói đi. Rồi mi hát theo cũng được. Giờ quý vị muốn nghe bài gì? Bài gì mà nó máu với gì dạng kiểu giống như say rượu hồi nãy vậy đó, say tình hồi nãy vậy đó. Cái bài Đừng Mãi Thức Giấc Techno đi. Now come on, bài đó không thể được. Rồi mai tự nhiên anh mới hát xong rồi em quất giấc mơ của anh đi rồi mà tự nhiên anh hát lại chi nữa, bài khác. Quý vị muốn nghe bài gì của anh Hưng? Có bài gì mà anh cũng không đi điên. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Cái bài gì mà. Trời ơi, cái bài người ta hay vậy. Hít ơi là hít mà khùng khùng điên điên. Thì chỉ qua em thì mới có thể hát được vậy thôi. Anh nhớ không, nhớ không? Không có, hồi xưa có cái bài hay lắm. Nhớ lại đi. Quý vị nghe bài gì xưa của anh Hưng, xưa xưa hát đi, em hát theo cho. Em làm phù họa cho cơ hội ngàn năm có một.
Tình ơi xin ngủ yên nè. Tình ơi xin ngủ yên hát sao? Bài của bé đi anh hát theo được. Thôi em muốn hát bài của anh, bài của em quá bình thường rồi. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau, thôi đành chia sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt khóc cho người đi. Cái tao nhìn thấy đâu anh là giống nhất luôn á. Em gọi là cái thần thái giống anh thôi, chứ còn giọng em là không thể giống anh được. Có nhiều bạn hát giống anh lắm. Có một cái bài nữa xin lỗi tình yêu á. Gì mà xin lỗi mì thử. Dạ thôi tông cô ấy nha. Dạ tông em đi nha. Dạ dạ. Hát sao? Mì pha cũng được. Câu đầu tiên vô đi. Câu đầu tiên vô đi. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ, lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà anh trao cho người lại được yêu đương. Anh biết. Anh biết gì? Từ đấy. Anh biết gì? Anh biết từ đây hai đứa đi chúng ta như hai chị em. Cái gì vậy bà? Cái câu đó nó vô cho nó dễ sợ luôn á. Anh biết từ đấy em sẽ dối anh. Dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu hai ngàn lời xin tha thứ. Xin lỗi anh đi, ngàn lần xin lỗi anh đi. Xin lỗi anh. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao, trao cho em trao tận đáy lòng. Mượt vai em hay nước mắt anh, anh muốn ôm em lau hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một kẻ đa tình. Có đâu. Xin hãy. Xin gì trời. Xin hãy. Thôi nó gắn gọn là lâu lắm rồi anh cũng thấy em quen với anh. Không quen với anh đi cho rồi. Xin hãy quên đi một kẻ vô tình. Bà hát sai lời rồi bà. Ủa chị nói vậy. Làm tôi lọng vô không được. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn. Oh yeah. Xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc bước yêu đương. Tiếp đi anh, em ngồi em tiếp anh đi sáng được mà. Trời ơi gan quá Tâm ơi. Gan chứ. Khán giả này lời lắm luôn á. Tại vì anh nghe nói anh cũng gan lắm mà. Em phải gan đu theo anh mới gan lại được. Công nhận cái Tâm phá lệ thiệt. Với người khác không bao giờ. Dạ mình không lên sân khấu thì mình lên mình phải làm gì để khán giả nhớ về mình và mãi mãi không bao giờ quên. Chắc chắn luôn. Bây giờ khán giả muốn nghe bài gì của anh Hưng nữa, em ngồi anh bè giùm luôn, bè cùng với VK luôn. Trời ơi, à, tổ chức từ ơi. Từ lâu anh chỉ xem chúng nghe ta nè, bạn tổ chức hai ơi. Chị em. Bạn tổ chức nhưng ơi. Trong thật tâm em vẫn mong được cho mượn cái mền với hai cái mền hai cái gối ở đây luôn, nằm luôn ngủ luôn. À, bây giờ hát một bài nghiêm túc. Gửi đến khán giả để bài của anh mà anh với em đều thuộc đi. Như anh nói là anh thuộc bài của em đúng không? Anh thuộc bài gì?
Không đúng bài không? Bài đem hát mất tiêu rồi. À, dĩ nhiên anh Hùng có một bài vậy mà anh cũng mang tiếng là thuộc bài của nhiều. Em. Nhiều. Mà lúc đó anh em có người khác anh buồn anh quên mất. Oh wow. Vậy là anh có 1 tỷ người nữa chắc em quên hết bài của anh rồi. Anh không có ai hết trơn á. Trước anh sau như một. Trước sau như một, ý là anh quen người kia là trước sau có người kia thôi hả? Em thôi. À, ok cũng được. Dạ. Ủa cứ tự nhiên mang đồ ra để làm gì không biết nữa. Ý thì là phục vụ cho cái bài tiếp theo của anh chứ gì. Nằm anh mơ đi, em không có vô cho anh hát đâu. Anh nghĩ cái gì vậy Hân? Lạ quá luôn á, Tâm ơi, Tâm lạ lắm luôn á. Ôi trời, em lạ mà, em ca lạ mà. Bữa nay em khác rồi, em không còn như ngày xưa nữa. Rồi bây giờ hát một bài nữa vô nè. Bài gì? Quý vị muốn nghe bài gì nè? Bài gì nhạc xưa đi. À, nhạc xưa đi, tại sao mình không hát một bài nhạc xưa nhờ? Ví dụ như là, em ví dụ như bài gì mà anh thích. Lâu đài dụ... tình ái đi. Lâu đài tình ái. Không thuộc nữa. Hay là cái bài gì bé hay hát á. Sao tiếp tịp phòng hả? Không, không. Tình yêu mới vừa hôm qua vậy đúng không? Thôi, quý vị muốn nghe lâu đài tình ái hay là quý vị muốn nghe bài gì xưa không? Lâu đài. Lâu đài tình ái đi xong ta được. Lâu đài tình ái à, ok. Bác nhạc ơi, bác nhạc chân xin cái đô đi. Nhắc lời mà em nha. Đô. Mình tưởng tượng cái trắng trắng này là lâu đài. Xeo rốc nha, bình tay ơi. Tình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào cối. Vì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cảm ơn bé rất nhiều, bé làm anh ngạc nhiên quá, rất ngạc nhiên. Có gì đâu, bình thường mà, cảm ơn anh. Thank you. Cảm ơn quý vị, sorry quý vị nha, hôm nay em như bị khùng. Nhưng như mà thật ra hả? Là... Như thôi hả? Là như mọi ngày á. Em là lâu lâu mới được một dịp anh em biểu diễn trên sân khấu, nên là mình sẽ cảm giác mình gần gũi hơn nhất có thể, nên là yes. Sẽ có những cái giây phút mà sẽ không bao giờ có những... Không bao giờ cái, có bất kỳ một sân khấu nào khác. Kiểu vậy, nên là cảm ơn anh Hương đã cho em khoảnh khắc này nữa. Cảm ơn bé nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho cái cuộc diễn ngẫu vừa rồi. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn, xin cảm ơn ban nhạc và cảm ơn VK làm phiền ban nhạc quá. Nhập bê vào, ok. Dạ có mưa đâu chị.